Chiều qua, giáo sư Roger Mason, Đại học Chicago, Mỹ, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2007, đã có bài giảng tại Trường Đại học Ngoại thương với chủ đề Cơ chế lãnh đạo, dân chủ và chính quyền địa phương. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện cầu nối cuộc đời đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình lần thứ tư tại Đông Nam Á do Quỹ Hòa bình Quốc tế và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngoài giáo sư Roger Mason, thì chuỗi các sự kiện cầu nối lần thứ tư tại Đông Nam Á còn có sự tham gia của những diễn giả khác đã từng đoạt giải Nobel trong lĩnh vực kinh tế, vật lý, hóa học và y học, trong đó có cả giáo sư Ngô Bảo Châu của Việt Nam. Những hoạt động của các học giả đạt giải Nobel với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu sẽ là cầu nối để thiết lập mối quan hệ dài hạn giữa các bên hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo ra những chương trình nghiên cứu chung. Và việc củng cố khoa học kỹ thuật giáo dục này được xem như là nền tảng cho hòa bình, phát triển tự do và an ninh trong khu vực với sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ tương lai của Đông Nam Á. Đại học Ngoại thương Hà Nội là trường đại học đầu tiên được tham gia vào chuỗi sự kiện cầu nối cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình tại Việt Nam. Bài giảng của Roger Mason được thực hiện tại hội trường với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Thế giới ông Ugo Morawet, Đại sứ các nước Thụy Điển, Đức, Mỹ, Ý, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Vũ Tiến Lộc và được truyền hình trực tiếp cho hơn 1.000 giảng viên, sinh viên của 6 trường đại học trên địa bàn Hà Nội cùng theo dõi. Nhân sự kiện này, Trường Đại học Ngoại thương đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho giáo sư Roger Mason. 5 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất của trường cũng được giáo sư và Ngân hàng Tiên Phong Banh trao tặng học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.